Ui. Quen không? Hai vợ chồng đây này. Ông chồng đây. Vừa chơi. Sang bên kia chơi vòng về xong. Đi đâu? Đẹp chưa? Không hiểu đấy. Lần trước quen thì ra đuổi người ta, bây giờ đến thì quấn thế này hả? À, lần trước đến đuổi người ta về cơ mà. Quen không? Hả? Sao mặt đần lên thế? Hả? Lần trước đuổi người ta về cơ mà. Sao lần này giữ chân thế này? Này kéo tay lại này. Nghe chưa? Bây giờ không cho về nhá. Sợ chưa? Lần trước đến nó cắn nó đuổi về. Đấy là này giữ lại đến 3 lần rồi, 2 lần đuổi về, lần này vẫn giữ lại. Thấy chưa, khôn chưa, thân thiện chưa, không cắn nữa hả? Không cắn nữa không? Sao đi đâu không thả được, chủ mày không được bỏ không thả. Thả mà đi mày phá. Ừ. Không thả đâu. Cứ đòi đi chơi. Đi đâu? Người bằng cái kẹo này. Đi đâu? Không đi. Ừ, không thả được. Thả tí chủ đánh mày đấy. Ừ, không đi. Ngoan nào, ở đây thôi. Đây, chơi với vợ mày đây này. Vợ nó ngoan được thả, chồng hư không bị xích. Hai vợ chồng như này. Sao đấy, dỗi rồi hả? Làm gì đấy? Dỗi rồi. Đi tưới cây này. Đi ông tưới cây. Đấy, hai vợ chồng người này. Đây. Sao? Cứ đòi đi nhá. Hư lắm không được đi đâu. Ngoan ở đây thôi. Nha. Có phải nghe không, nào đóng cổng rồi mới thả. Việc đang mở cổng không thả được đấy, cứ đòi xả thích nha, có gì đâu. Ừ, sao thì kêu như kiểu kêu trẻ con kêu nhé, hay thật. Không đi đâu, ở nhà thôi, đi chơi đâu.